cây Cordoba C10 đấy cho anh Tú ở Đông Anh. Nay thì mình sẽ quay clip đập hộp luôn để các bạn cùng xem nhá. Đấy, thì khi nhập một những cái cây hàn đắt tiền Cordoba về thì nó nguyên cả thùng như này. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp của nó là bằng dù và có cả khoai leo. Rất là xịn sò. Cordoba siêu. Hộp này khác với hộp cứng nhé. Hộp này có thể mang vác đeo được. Bóc xem cái đàn này. Đấy, cái hộp. Hộp rất là đẹp các bạn nhé. Hộp Cordoba C10 rất là đẹp. Đấy. Ta cũng quan sát này. Cái đàn rất là đẹp. Nhìn nó là lá C12 các bạn. C12 thì có giá hơn 50 triệu. Còn cây này thì có giá hơn 40 triệu. Cordoba C10, cameraman quay gần vào đây. Cordoba C10 Ruthen series. Các bạn có thể nhìn thấy là cái top của nó là top Senda. Nhưng mà vân gỗ của nó rất là dày. Đấy, cái mặt này, gỗ này là phải gỗ 100 năm tuổi. Đấy. Còn lưng hông là gỗ cẩm ấn. Đấy. Một cái đàn của hãng Cordoba. Đấy, có cả inlay. Inlay Cordoba. Quá đàn gôn. Ok. Nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu sở hữu một cây guitar Cordoba Full Solid C10 hay C12 thì hãy liên hệ ngay nhà cụ Thân Nguyên nhé. Đi kèm cái hộp này các bạn nhé.